giá bao lâu. Kính thưa quý hội đồng mục vụ, cảm ơn cha mẹ và toàn thể cộng đoàn, chúng con thật vui mừng sung sướng và dạt dào trong tình thương bao la của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã tạo dựng nên con người, ban cho con người có nam có nữ. Hơn nữa, còn dùng bí tích mà tạo hợp người nam và người nữ nên một với nhau. Hôm nay, chúng con được phúc đón nhận hồng ân cao quý này từ bàn tay yêu thương của Chúa qua giáo hội. Bằng bí tích này, chúng con được Chúa tạo hợp và chúc phúc để từ nay hai chúng con nên một với nhau, trở thành một gia đình Kitô hữu mới. Chúng con xin tạ ơn Chúa trong tình cha quản sự tình yêu. Chúng con hết lòng cảm ơn cha đã thương tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng con được yêu, được học hỏi giáo lý về hôn nhân và gia đình. Hơn nữa, cha đã dâng thánh lễ sốt sắng cầu nguyện và chúc phúc cho tình yêu của chúng con. Chúng con tin rằng tình thương Chúa qua bàn tay cha chúc phúc sẽ luôn đồng hành với chúng con. Xin Chúa luôn đồng hành với cha trên mọi hành trình phục vụ để cha chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó. Chúng con cũng xin hết lòng cảm ơn quý ban ngành, đoàn thể, quý cộng đoàn trong giáo xứ, nhất là những ban ngành, đoàn thể đã trực tiếp giúp đỡ, hiệp thông phục vụ và cầu nguyện với chúng con trong thánh lễ này. Xin Chúa thương trả các bồi hộ cho quý vị. Chúng tôi cũng xin hết lòng cảm ơn bạn bè gần xa, tại vì tình bạn của chúng ta đến đây hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với chúng tôi trong thánh lễ này. Xin Chúa chúc lành cho cả bạn. Vâng, đi khắp thế gian, con lo cuộc đời này, gánh nặng cuộc đời, con lo cổ bạn cha, được biển nước mong, không đâm đầy tình này. Mây trời lầm lầm, không phụ kịp con cha, tần tạo sống vô mẹ nuôi con cung người, mang tầm thân về cha che chở cho con. Kính thưa cha mẹ, để có được ngày hôm nay là nhờ con chúc thành dựng dụng từng ngày của cha mẹ. Cha mẹ đã dạy con vui vẻ xây dựng và hướng dẫn chúng con để chúng con có được tình yêu đúng nghĩa như hội thánh mong muốn. Công ơn trời để đó chúng con không bao giờ dám quên, và chắc chắn rằng chúng con cũng không bao giờ đền đáp được. Trưởng ban cơ Chúa, chúng con cảm ơn cha mẹ và tin Thiên Chúa chúc phúc cho cha mẹ luôn mãi. Cha mẹ thân mến, nhân đây chúng con cũng thành thật xin lỗi cha mẹ vì có nhiều lúc chúng con làm cho cha mẹ buồn lòng. Giây phút này chúng con xin cha mẹ tha thứ và bỏ qua cho chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn họ hàng huyết tộc rồi ngoài hai bên đã không quản ngại đường xa xa xôi để về đây hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với chúng con. Trong đức tin và nhất là qua bí tích thánh thể, chúng con xác tin rằng giờ này chúng con đang được thêm một với nhau. Một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và quý cộng đoàn. Bước vào đời sống hôn nhân gia đình là bước vào một chặng đường mới với nhiều thử thách. Xin cha và quý cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho chúng con để gia đình chúng con luôn sống đúng nghĩa là gia đình công giáo như lòng Chúa mong ước. Với tất cả lòng cảm mến tới quý cha quý cộng đoàn, chúng con xin được gọi gọn tâm tư qua cụm từ tri ân.